Cáp treo hòn thơm, cáp treo 3 giây dài nhất thế giới. Cáp treo hòn thơm Phú Quốc có chiều dài 7.899,9m xuất phát từ ga An Thới, qua đảo Hòn Dừa, Hòn Giỏi và kết thúc ở Hòn Thơm, Phú Quốc. Di chuyển trên cáp treo, du khách không chỉ được trải nghiệm chuyến du ngoạn kỳ thú trên không trung, mà còn được chiêm ngưỡng thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, khám phá trọn vẹn vẻ đẹp tựa thiên đường của mây trời Nam đảo Ngọc. Với chiều dài vô cùng ấn tượng này, cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc được tổ chức Guinness Thế giới chứng nhận là cáp treo 3 giây dài nhất thế giới ngay trong ngày khai trương. Thời gian di chuyển 15 phút. Số cabin 69 cabin, mỗi cabin chứa tối đa 30 khách. Vận tốc tối đa 8.5m/giây. Tiện nghi khác, Wi-Fi, đèn chiếu sáng ban đêm trên toàn bộ các cabin. Cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc ở đâu? Cáp treo Hòn Thơm hay cáp treo Phú Quốc đi Hòn Thơm nằm tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Điểm bắt đầu là ga An Thới nằm tại bãi đất đỏ, An Thới, Phú Quốc. Điểm kết thúc là đảo Hòn Thơm thuộc xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc. Đây là tuyến cáp treo 3 giây vượt biển dài nhất hiện nay. Tuyến cáp treo nối An Thới với Hòn Thơm, bắc qua Hòn Dừa, Hòn Giỏi thuộc quần đảo An Thới. Như vậy, để tìm địa chỉ cáp treo Hòn Thơm, chính xác nhất thì quý khách nên tìm địa chỉ ga An Thới. Nó nằm ngay tại bãi đất đỏ, cách thị trấn An Thới chưa tới 5 km. Cáp treo Hòn Thơm có gì? Thứ nhất, chiều dài cáp treo Hòn Thơm là 7.899,9m. Đây là chiều dài lớn nhất được xác lập về tuyến cáp treo 3 giây vượt biển trên thế giới. Với độ dài cáp treo Hòn Thơm nêu trên để đi hết một lượt từ ga An Thới sang ga Hòn Thơm sẽ hết 15 phút di chuyển. Như vậy, để di chuyển hết tuyến cáp này quý khách cần đến nửa giờ đồng hồ. Cáp treo Hòn Thơm sẽ đưa du khách đến với một hành trình du ngoạn kỳ thú trên cao, để thu vào tầm mắt 360 độ vẻ đẹp Nam Phú Quốc. Bước xuống cáp treo, du khách sẽ được thỏa sức tận hưởng bãi tắm cát trắng mịn, nước trong veo bên rừng già hoang sơ. Nhiều dịch vụ và trò chơi trên biển mới tại Sungwoo Hon Thom Nature Park trong giai đoạn đầu như kéo dù, phao chuối, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới đáy biển, kayak, hứa hẹn đem đến một kỳ nghỉ khó quên. Hướng dẫn đi cáp treo Hòn Thơm. Khác với VinWonders Phú Quốc, Sunwoo không cung cấp xe buýt đi cáp treo Hòn Thơm. Do đó, nếu quý khách cần đi cáp treo Hòn Thơm, thì phải tự túc phương tiện di chuyển hoặc đi theo tour. Các tour du lịch đi cáp treo Hòn Thơm. Nếu bạn đi tour chọn gói thì thường họ sẽ đưa qua đây, nhưng nếu tour một ngày thì hiện chỉ có các tour sau. Tour 4 đảo cáp treo. Tour 5 đảo một ngày. Tour 5 đảo cáp treo. Giá vé cáp treo Hòn Thơm hiện nay. Hiện tại vé cáp treo Hòn Thơm được chia làm nhiều loại, nhưng có thể chia thành hai nhóm là vé cáp treo Hòn Thơm và combo vé cáp treo Hòn Thơm. Tùy nhu cầu mà du khách có thể lựa chọn cho mình những tấm vé phù hợp. Vé cáp treo Hòn Thơm khứ hồi. Theo niêm yết từ tập đoàn Sungwoo, giá vé cáp treo Hòn Thơm khứ hồi được công bố là 450.000 với người lớn, 350.000 với trẻ em, 1,0 đến 1,4 mét, trẻ em dưới 1,0 mét miễn phí vé. Đặc biệt nếu du khách có hộ khẩu Kiên Giang còn được giảm sốc chỉ còn. Người lớn trẻ em trên 1,4 mét, 350.000 vé khứ hồi. Trẻ em 1,0 đến 1,4 mét, 250.000 vé khứ hồi. Trẻ em dưới 1,0 mét, miễn phí. Vé combo cáp treo Hòn Thơm. Hiện nay tại Hòn Thơm, quý khách còn có thể thưởng thức buffet hấp dẫn tại nhà hàng Ba Miền ngay bãi biển Hòn Thơm, hay công viên nước Aquatopia. Vì vậy, Hòn Thơm Nature Park cũng có đưa ra các vé combo. Combo cáp treo Hòn Thơm và công viên nước Aquatopia. Combo cáp treo Hòn Thơm và buffet trưa tại Hòn Thơm. Combo cáp treo Hòn Thơm, công viên nước Aquatopia và buffet trưa tại Hòn Thơm. Vé cáp treo Hòn Thơm bao gồm những dịch vụ gì? Khi mua vé cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc,
du khách sẽ có một chuyến du ngoạn trên không cực kỳ thú vị, với hệ thống cáp treo 3 giây vượt biển dài nhất thế giới, độ dài 7.899,9 m, khám phá thiên đường Nam đảo Ngọc Khoáng Đạt, hùng vĩ và yên bình ở độ cao lý tưởng chắc chắn sẽ là trải nghiệm có 102 khi đặt chân đến Phú Quốc. Tuyến cáp treo sẽ đưa du khách đến với đảo Hòn Thơm xinh đẹp, nơi có thiên nhiên hoang sơ và thiên đường vui chơi giải trí bất tận hàng đầu Việt Nam. Trong đó, Aquatopia Water Park, công viên nước hiện đại nhất Đông Nam Á, với những trò chơi tầm cỡ quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm bật tung cảm xúc, những giờ phút vui chơi khó quên tại thiên đường hấp dẫn này. Đặc biệt, khi mua vé cáp treo Hòn Thơm, bạn sẽ được xe ba ghi đưa đón thuận tiện, tắm biển nước trong xanh với bãi cát dài mịn màng như kem, vui chơi miễn phí quên lối về tại nhà phao khổng lồ trên biển, treo thuyền kayak khám phá biển trời Nam Phú Quốc giữa đại dương mênh mông. Chắc chắn đây sẽ đem đến cho du khách giây phút thư giãn thoải mái nhất trong kỳ nghỉ của mình. Với mức giá vé cáp treo Hòn Thơm phải chăng, du khách không chỉ có cơ hội khám phá thiên nhiên Hòn Thơm thơ mộng, kỳ vĩ từ độ cao lý tưởng mà còn được tham gia rất nhiều hoạt động trải nghiệm, vui chơi đặc sắc trên đảo Hòn Thơm, Phú Quốc. Vé cáp treo Hòn Thơm hiện đang áp dụng là dạng thẻ giấy có in mã QR riêng. Khi bạn mua vé cáp treo Hòn Thơm, bạn sẽ được sử dụng các dịch vụ sau. Xe đưa đón miễn phí Dương Đông, An Thới Dương Đông. Đi cáp treo 2 chiều An Thới, Hòn Thơm An Thới. Xe buýt đưa đón ra bãi biển 2 chiều. Sử dụng bãi biển tại Hòn Thơm, vui chơi nhà phao, bãi cát, bãi cỏ. Các cảnh quan tại Hòn Thơm, hồ cá coi. Hướng dẫn đi cáp treo Hòn Thơm. Mua vé cáp treo Hòn Thơm ở đâu? Nhiều bạn sẽ tự đưa ra câu trả lời luôn, mua ở ga chứ ở đâu nữa. Bạn mới trả lời đúng một phần nhỏ. Sao bạn không liên hệ mau vé qua các đại lý của cáp treo Hòn Thơm? Đây sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời với nhiều ưu đãi như không phải xếp hàng chờ đợi mua vé tại ga, nhận vé thanh toán tiền tại khách sạn mà không phải trả thêm khoản phí nào, mua được vé với giá ưu đãi rẻ hơn mua ở ga. Do các đại lý có chính sách ưu đãi riêng nên tất nhiên cũng phải chia sẻ lại với bạn rồi. Được hỗ trợ tư vấn trong suốt quá trình từ lên kế hoạch, đi xe đưa đón đến lúc đi cáp treo. Lịch hoạt động cáp treo Hòn Thơm. Cáp treo Hòn Thơm mở cửa đón khách từ 7 giờ 45 phút sáng đến 17 giờ 30 phút hàng ngày các bạn nhé. Tuy nhiên, tuyến cáp treo chỉ hoạt động theo khung giờ như sau: 7 giờ 45 phút đến 8 giờ 30 phút, 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, 11 giờ 45 phút đến 12 giờ 0 phút, 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 0 phút, 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. Làm sao để đến được cáp treo Hòn Thơm? Với địa chỉ nêu trên, nếu quý khách ở thị trấn An Thới thì có thể di chuyển dễ dàng bằng xe riêng hoặc taxi chưa đến 10 phút. Tuy nhiên, nếu du khách ở thị trấn Dương Đông thì là một vấn đề lớn với quãng đường 30 km. Nếu quý khách ở thị trấn Dương Đông, hãy sử dụng dịch vụ xe đưa đón của cáp treo Hòn Thơm. Tuyến xe này đón khách từ thị trấn Dương Đông, chạy dọc theo đường Trần Hưng Đạo, khu vực bãi trường về cáp treo. Điểm đón khách đầu tiên là khách sạn Galaxy đường Trần Hưng Đạo. Do đó sẽ vẫn có nhiều khách phải di chuyển bằng taxi từ trung tâm thị trấn ra khách sạn này để đón xe. Nếu quý khách ở khu vực bãi Ông Lang, Gành Dầu, thật tiếc xe của cáp treo không đón khách tại đây. Bạn buộc phải sử dụng xe riêng hoặc taxi để đến cáp treo Hòn Thơm, hay chí ít là khách sạn Galaxy, sẽ là một khoản chi phí không hề nhỏ. Những lưu ý khi đi cáp treo Hòn Thơm. Vé cáp treo là dạng giấy sử dụng cho hai chiều đi và về nên quý khách phải giữ vé cẩn thận. Nếu mất, quý khách sẽ phải mua lại vé chiều về. Một ngày chuyến xe của cáp treo chỉ chạy 3 giờ cố định. Hãy để ý thời gian và điểm đón để không mất chi phí tự di chuyển đến ga An Thới. Hiện tại bên khu vực bãi tắm Hòn Thơm khá nắng, hãy mang theo ô dù, nón cho bạn và trẻ nhỏ. Những câu hỏi thường gặp về cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc. Đi cáp treo có toàn không?
cáp treo Hòn Thơm tại Phú Quốc là tuyến cáp treo 3 dây, 2 dây chịu lực, 1 dây chuyển động kéo cabin. Đây là công nghệ mới nhất và ổn định nhất của cáp treo hiện nay. Với những hệ thống cáp treo thế này có thể đảm bảo hoạt động ổn định trong thời tiết bất ổn, mưa, gió, kể cả khi mất điện thì cáp treo vẫn an toàn. Đi cáp treo sang Hòn Thơm mất bao lâu? Để đi từ ga An Thới tới ga Hòn Thơm hoặc ngược lại du khách cần khoảng 15 phút. Như vậy để đi từ An Thới sang Hòn Thơm rồi về du khách cần khoảng nửa giờ đồng hồ nhé. Đi cáp treo có bị say không? Có một số người sẽ cảm thấy ù tai khó chịu, đau đầu chứ say cáp treo thì tôi chưa gặp. Điều này xảy ra do các cột cáp treo được xây dựng khá cao gây nên chênh lệch áp suất giống như đi máy bay vậy.